Bệnh dịch được phát hiện tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Hoàng Trường ở thôn Tân Thành, xã Đại Bản. Khi có các dấu hiệu lợn bị bệnh, chủ gia trại đã kết hợp với chi cục chăn nuôi và thú y Hải Phòng lấy các mẫu bệnh phẩm huyết thanh, phủ tạng để xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngay trong chiều qua, đàn lợn gồm 5 con, 4 con nhỏ và 1 con mẹ của gia đình ông Nguyễn Hoàng Trường đã được tiêu hủy theo quy định. Biểu hiện thì bắt đầu là lợn chê ăn, không ăn, bỏ cám. Sau đó bắt đầu là 2 hôm sau bắt đầu là dạ chảy. Nó bị từ đúng mà 7 ngày thì bắt đầu nó có chấm đen. Báo thú y vào lúc bắt đầu nó chưa bắt đầu nó bỏ ăn không ăn nữa, nó bắt đầu báo thú y. Trước khi mà nó ốm như rồi mà mình vẫn phun thuốc tất cả các thứ để gì thì coi là nó vẫn bị. Mặc dù đàn lợn còn lại trong xã được giám sát chặt chẽ, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được thực hiện theo quy định phòng chống dịch hiện hành, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến 17 giờ 30 tối qua thì bắt đầu mới hoàn thành được công việc là tiêu hủy toàn bộ. Sau khi tiêu hủy toàn bộ thì toàn bộ là mấy ngày hôm nay là với chính quyền là cho phun phòng tiêu độc, là rắc vôi bột rồi phun phòng tiêu độc rồi tất cả các xung quanh, rồi các cái đường trục, rồi các nhà xung quanh bên cạnh, nên làm sao để nó khống chế được toàn bộ cái ổ dịch này. Như vậy, huyện An Dương là địa phương thứ 3 trên địa bàn thành phố xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi sau huyện Thủy Nguyên và huyện Tiên Lãng. Để tránh lây lan dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho hơn 42.000 con lợn trên địa bàn huyện An Dương, 3 chốt kiểm dịch đã được lập tại các điểm giáp danh với các tỉnh bạn, hoạt động 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn huyện, qua địa bàn huyện vào thành phố. Đối với các cái vùng dịch, đối với các điểm mà có dịch thì phải thực hiện nghiêm cái việc mà chôn ấp này, khử trùng này, thế rồi phòng chống lây lan này, tức là kiểm soát cái sự ra vào các cái điểm đấy là thật gắt gao, thật chặt chẽ theo đúng cái kịch bản mà đã được hướng dẫn. Đối với những cái vùng mà chưa có chỗ dịch, ví dụ như đối với những xã chưa có dịch thì cũng phải thực hiện là vệ sinh đấy, thế rồi là tiêu độc khử trùng là theo đúng hướng dẫn. Ví dụ trong vòng bán kính 1 km, bán kính 3 km thì là phải hàng ngày làm một lần. Đấy, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng. Đối với bán kính 10 km thì phải là 3 ngày một lần thì là phải thực hiện nghiêm, kiểm soát chặt chẽ cái việc mà vận chuyển lợn từ vùng dịch ra ngoài, thế rồi từ vùng ngoài vào vùng dịch, kiểm soát về mặt lưu thông về lợn và sản phẩm lợn. Đấy, là phải kiểm. Thì thành phố cái việc này là thành phố như các ông chí biết là đã thành lập 5 cái chốt di động, chốt tại các điểm, kiểm soát chặt chẽ về các cái điểm giết mổ, thế rồi là sản phẩm thịt tại các chợ là phải kiểm soát chặt chẽ. Thế và đặc biệt là qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các hệ thống chính trị thì là phải có cái sự tuyên truyền đến người dân để người ta hiểu là dịch thì là rất là nguy hiểm với chăn nuôi, nhưng không nguy hiểm với người, không lây lan sang người. Cho nên bà con hết sức bình tĩnh và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để làm sao mà chúng ta nhanh nhất chúng ta dập được những cái nơi mà đã có, thế đồng thời chúng ta phòng để nó không lây lan ra các cái điểm khác. Đấy, thì đấy là cái công tác tuyên truyền. Tôi yêu cầu, tôi đề nghị là hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã và có thể là các đến phải chỉ đạo đến cả cấp thôn làm sao đấy là chúng ta vào cuộc để chúng ta thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo rồi các cái hướng dẫn. Đặc biệt là cái chỉ đạo sáng nay tại hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ sáng nay đã được công khai rộng rãi. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến cùng đại diện các sở ngành đơn vị liên quan kiểm tra công tác xử lý dịch tại hộ ông Nguyễn Tiến Chủ ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng. Gia đình ông Chủ thông báo cho cán bộ thú y xã và huyện Tiên Lãng ngay sau khi phát hiện lợn của gia đình có dấu hiệu ốm bỏ ăn. Sau khi lấy mẫu kiểm tra, kết quả có 1/2 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Gia đình phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 355 kg lợn của gia đình bằng hình thức chôn lấp. Kiểm tra hoạt động của các lực lượng phối hợp liên ngành tại chốt kiểm dịch động vật khu vực Cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu vì dịch không có vaccine phòng nên các địa phương cần tăng cường chỉ đạo thực hiện những biện pháp an toàn sinh học như khoanh vùng, rắc vôi bột, khử trùng tiêu độc và lập các chốt chặn ra vào xã và huyện, cấm các hoạt động mua bán thịt lợn trên địa bàn, tiến hành phun hóa chất khử trùng thành phố cấp cho các địa phương, ưu tiên các vùng có dịch.